Thưa quý vị, khi có một ca nhiễm bệnh COVID-19 được ghi nhận, lịch sử tiếp xúc sẽ cho bạn biết bạn đã tiếp xúc với người này hay chưa, nếu cả hai đều dùng chung loại ứng dụng này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang nhắc đến ứng dụng Bluestone đang được khuyến khích sử dụng như một loại khẩu trang điện tử phòng chống đại dịch COVID-19. Và để giúp cho quý vị và các bạn hiểu rõ hơn, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Tiêu dùng thông minh ngay sau đây. Khẩu trang điện tử Bluestone là giải pháp ứng dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp BLE, Bluetooth Low Energy, để truy vết tiếp xúc, đồng thời có thể cảnh báo nếu như người dùng đã từng ở gần những người bệnh COVID-19. Mọi smartphone đều có thể cài đặt ứng dụng Bluestone này. Bạn có thể giao tiếp với nhau trong khoảng cách 2 mét và ghi nhận sự tiếp xúc gần. Nếu xuất hiện F0 từ dữ liệu do chính cơ quan có thẩm quyền ghi nhận, hệ thống sẽ gửi đến tất cả các smartphone trong cộng đồng Bluestone. Khi đó, lịch sử tiếp xúc với F0 sẽ được khẩu trang điện tử Bluestone trên điện thoại phân tích, so sánh và ghi lại. Nếu có sự trùng khớp, ứng dụng sẽ lập tức cảnh báo cho người dùng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ngay. Đặc biệt, ứng dụng Bluestone còn có thể giúp cảnh báo người thuộc nhóm F2 tiếp xúc gần với F1. Nguyên tắc của Bluestone là bảo mật, ẩn danh và minh bạch. Ứng dụng chỉ lưu dữ liệu trên điện thoại của người dùng, không chuyển lên hệ thống cũng như không thu thập vị trí của người dùng. Mọi người tham gia cộng đồng Bluezone đều ẩn danh với những người khác. Chỉ cơ quan y tế có thẩm quyền mới biết những người nhiễm và người nghi nhiễm do tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Hiện có nhiều ứng dụng đã ra đời để phòng chống như nCoV, COVID-19, quản lý cách ly v.v. Trong đó, ứng dụng Bluezone được Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo sử dụng trong việc cảnh báo người dân từ khi tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Nếu cộng đồng người dùng Bluezone càng lớn, thì việc cảnh báo kịp thời nếu có ca nhiễm COVID-19 và việc xác định các trường hợp F1, F2 càng nhanh chóng và dễ dàng. Từ đó, có thể thực hiện các biện pháp cách ly hiệu quả, tránh khả năng lây nhiễm trong cộng đồng. Để ứng dụng truy vết đạt hiệu quả tối ưu, Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết cần phải đạt 30 triệu người sử dụng. Chúng ta hãy cùng chung tay ngăn chặn sự lây lan của virus bằng cách mỗi người cài đặt và sử dụng ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone cho mình và ít nhất 3 người khác. So với việc đứng ở tuyến đầu phòng chống dịch, chịu nhiều khó khăn và áp lực như các y bác sĩ, thì mỗi người chúng ta chỉ cần bảo vệ sức khỏe bản thân là đã góp công lớn trong công cuộc đẩy lùi đại dịch.